Cụ thể, có 13 quận huyện và thành phố Thủ Đức đạt cấp độ 1, 9 quận huyện còn lại cấp độ 2. Để tiến tới xanh hóa vùng dịch, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh mong muốn người dân thành phố không chủ quan lơ là mà tiếp tục thực hiện tốt các quy định phòng dịch. Thành phố Hồ Chí Minh hiện đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho hơn 450.000 trẻ em từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi, tức đạt hơn một nửa so với kế hoạch.